Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình rất là hên bắt được con Entia trong game Thế Giới Tinh Linh. Và mình sẽ show cho các bạn kia xem con đó. Đấy, Thế Giới Tinh Linh nha, Pocket Game. Buổi chiều mình bắt được nó, mừng thấy bà luôn. Mà bực mà tốn hết 400k của mình. Tiền nào của đây. Đấy, vừa mới vô nó nhắn tin tôi tặng quà kìa, thấy không? Thấy không? Bơi chưa gì đã 5k rồi. Con kia gì nè? Con kia cũng mà cao hơn, đúng không? Chưa gì nó mong 1000 được chiến. Thử cái chiều của nó. Đấy, Cut Fire tạo sát thương hệ đửa đam cộng 10% sát thương tạo cho kẻ địch bị khống chế và chịu boost 6. Mấy con nó ngủ gì đó sẽ tăng đam lên. Rồi nó tạo sát thương đửa đam và giảm 30%. Rồi vừa tạo sát thương làm vừa giảm 30% đẹp và ai làm được 30-50. Còn tạo sát thương đứt nhảy lên cái sao mà cũng ít vậy. Ok, bắn đửa tạo sát thương đửa đam lên kỷ lịch quần thể toàn bộ 428 tăng đam. Nó mặc gì đây? Thầy đửa không? Thầy đửa thì cho nó mặc cái này. Nó mặc nữa đi. Cái này sao? Đửa này, đứt này. Học với nó luôn. Đửa này, đứt này. Ok, ở đây mình di chuyển. Thấy nó cũng ok rồi. Cũng ok. Đam nó cao thì sao? Thử. Bác. Chết mẹ ơi. Nó xuống rồi. Rồi. Lên. Lên đứa con. Lên đám thôi. No. Lên. Lên đám thôi. Mình cần đám thôi. Đi. Hắt bơi nó, có vậy? Đi, lên rồi, hắt bơi lên. Cái 500, ấy, cái này lên. Rồi, cái này nó lên. Ôi, đẹp không? Quá đẹp. Xua rồi. Áo cùng. Coi duyên mất ai. Hôm nay mình chưa có cái gì đó. Dragon. Con này chưa có. Con này khỏi nói luôn, hai con này thôi, bỏ tay. Đây, bắt đầu đó là đẹp hơn. Đẹp. 30. Đây, 10 trước đây. À đúng rồi, cái này. Đấy, lên. Lên đi con. Ok. Thấy không, kích hoạt học được chiêu mới. 600. Ok, 690. Khoảng 8. Đặt vô. Đó, không, bên không. Rồi, ok. Đầu 1, 2, 3. Đặt phát. Nói nữa mà. 2, 4, 6, 8. 10 cái luôn. Đặt một cái cũng hơi. Đấy, lên đi con. Đấy, chiều mới luôn. Đó, ăn đi con. Lên đi bơ. Đấy, đó. Lên
Holy shit. Holy shit. Holy shit. Wait. Đấy. 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 Mất thể lực rồi. Đấy. Lên có ngày mỗi ngày 18 giờ đến 20 giờ sẽ được nhận cái thể lực full. Ok. Rồi. Mấy bạn hỏi là sao bắt con này sao? Bắt con này có hai cách. Cách thứ nhất là tập su, không? Một su là 200 su sẽ tặng một con pet từ Ý. Hoặc có khi 500 su sẽ tặng một con pet á. Tùy thôi, tùy này. Cảm hứng của thằng Thạc Yến. Đấy, hoặc cách thứ hai là vô thảo hiểm. Mời cùng, vô mời cùng đúng không ạ? Ông phê ba lần đấy tham gia đấy mình coi giữ và hơi kiếp là bảo khác sẽ nhận được con Elin đấy bạn thấy bảo mới nên có thể nhìn thấy con đó nó tốn 400.000 bắt được con đó ảnh nó truyền thuyết mà thấy không ai cũng chịu đó mình đâu rồi đâu rồi mẹ ơi đâu rồi ai đi rồi đi cho nó mắt cho nó tắt có thể là ô này yếu lắm con mình nên chọn con nào đây đấy con này với con rồi đấy đi đường vô mà làm cái mà không mới 203 để điện nó ngày năm cũng ok rồi 200k điện 51 đấy còn nhanh hơn bye bye anh nha see you sorry anh thích con này hơn thích cho hơn nha sorry bạn đấy cho mua á what the fuck cho mua mua tưởng là 200 này ồ nó cứ tưởng là chuyện nhá 200k tưởng không chuyện trời ơi yêu rồi rồi ha đấy ờ đặt kiểu thôi ấy ha mặc cái thờ ơi không được trời ơi kiểu mày ơi trời ấy không được
đó, đúng ra là may mắn. It's caught in the crossfire.